Nói ra hơi lắc thì cũng xấu hổ, nhưng mà thì nhiều người bị lắm. Đúng rồi. Nó ra bài tiết của mồ hôi chả vấn đề gì cả, nhưng mà từ hôm học viện trần này tôi rất chịu khó, ngày nào cũng gạch xấu, cũng gạch hết gần như 2 lần. Buổi sáng dậy tập nhé thì gạch này, xong đến tối giảm cân thì cũng gạch này. Thì cả hai vợ chồng tự nhiên thấy lách mình thơm lắm mà không cần hại cứu thôi nhất, chỉ có 6 vùng bạch huyết thôi, không áo có khi mọi khi ngày nào cũng phải thay 2 lần, nhưng mà bây giờ 2 ngày không thay cũng không thấy mùi. Và đặc biệt là cái ông chồng ấy thì ông bảo quá nhiệt, từ cái hồi tập luyện trần ấy tự nhiên thấy quần áo mình thơm hẳn ấy, cái chỗ nào nó lên nó thơm hẳn ấy, tại đàn ông ai nặng mùi mà. Thế nên tôi thích lắm, tôi bảo không biết là có thật hay không, không có kết quả thật hay không, nhưng mà tôi để lúc nào nó thật là chắc chắn 100%, gần 100% rồi đấy. Ngày nào về cũng người lách thì người áo nó thấy rất là thơm. Thế ông thầy Châu thì còn bảo là nay mai nó còn có mùi hương, đơn mình hy vọng ghê lắm.